Đi đâu? Lóc quá trời luôn. Mày sao bự? có lóc mà, không kẹp luôn á. Cái gô mà. Đâu rồi? Quá trời nó đen mà. Nằm dưới cái đám rau muống này nó đen kịnh luôn rồi. Nó không được mập. Trời ơi, cá nó đen như... Mà nó không được mập. Cá gì cũng cá. Kìa, đó cái giò đó. Đâu? Cái giò kìa. Đâu? Cái giò đó. Trời nè. Ơi trời. Nó nhỏ quá. Vậy nè, nó nhỏ xíu rồi đây. Tạnh mưa luôn rồi. Tạnh cũng khấy, bão mà tạnh. Thì nó cũng tạnh hơn hồi nãy, nãy mưa to hơn chút. Coi được mấy con cá mắm không? Thôi, thôi. Mấy con à? Có mấy con à? Nè, được mấy cua. Cá bóng. Cua bóng, nè. Chạy ra kìa. Ê, ê, mày chạy. Mày nó bự. Giỡn ngoài bự. Cái luôn không được mập luôn nha. Chứ nó ở trên cái đìa này, lý do nó đen là ba cái nước là nước này nè. Nước chiếu bông súng nè, lục bình ra. Ủa rau muống nè. Kệ kệ cố bỏ ba ra. Nè. Đó. Cố mày hả bây. Ơi. Trời. Nó trốn mà tính quỷ chính cớ mày. Giờ cứng nhắc. Trời ơi, cá này à, tính làm gì giờ anh? Cá hả? Ừ. Ê, ê. Còn nữa hả? Ừ,
Giờ mình lội lên cái miếng dừa trên kia coi có gì đó mình thấy đó. Cái gì đó canh hả? Ừ, đi về về nó mấy cái dừa trên kia đó. Ngếp gãy trên kia đi. Hôm nay là mình làm đủ bước canh rồi. Để hôm nay mình kho hả? Kho gì? Thì không canh thì kho. Thôi hôm nay bây giờ mình làm món cà lạ lạ chút xíu đi, cá rô kho khổ qua đi. Lạ dữ hả? Trời sống lạ, hôm nay không có làm bây giờ này lạ chứ sao không khổ đi. Đây đi mót coi ha. Thánh mót là đây mà. Nó dày nè. Dày không chết luôn. Cái gì cũng mót hết rồi. Bữa nay bị thất thu. Tao nhói cuốn tim. Cái hoa hai màu. Không có nhiều. Được mấy ký rồi em? Mấy trái rồi, xấu quá. Xấu có em không? Trời ơi, xấu hơn em nữa hả? Chạy nó. Vì xấu xấu dễ xài em ơi. Thường thường ta nói là cua tre dễ nấu mà trồng xấu dễ xài ha. Rồi được có bao nhiêu nè. Được nè. Được, có hư có, nguyên có. Bây giờ có bao nhiêu thì mình ăn nhiêu. Rồi. Đau lòng quá. Nấu cơm đi rồi ấy, để nó bớt mưa rồi nó vừa tạnh mưa luôn. Giờ là mình làm đồ ăn để thôi hơi mưa nữa rồi mất mưa nó hết ăn luôn. Trời, cái này bão gì em ơi. Thì bão chứ gì nữa em ơi. Mấy chỗ khác mưa lớn dữ lắm luôn á, chỗ mình mưa vừa vừa không. Hôm định mưa mà ở đây có vàng khổ qua này cũng mát mát không sao. Thì hái khổ qua ở đây là nấu đây luôn á anh ơi. Làm cho nó ăn cho nó ngon, vừa hái đây ăn đây luôn. Rồi để ướp cá mà được. Hư nhưng mà trong ruột không hư ăn cũng vẫn được. Chín vậy. Không, nó hư luôn. Chín rồi nó hư luôn. Không, nó ăn cái hột còn à. Cái da nó không có hư. Còn là cái nào mà ấy mình bỏ đi. Cái này ăn được, cái nào ăn được mình chừa lại. Cái đầu hư bỏ
không lọt ra ngoài, không có ăn, có nhiều đó. Trời ơi. Trời. Đó con trái kìa. Hái không đây. Để vô. Dành đi em. Để dành gì ba cũng bỏ rồi. Tàn hết trơn rồi. Bà bỏ rồi, bỏ không muốn bỏ nguyên kìa. Nó vàng kè chứ. Không còn một trái nữa, mình kiếm nguyên một vườn rồi có mấy trái à. Rồi, tặng luôn. Đè xuống chỗ chín. Lúc nào đi ruộng ăn cơm cũng ngon hết trơn á. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm ở nhà ơi. Hôm nay mấy cơn mưa đầu mùa này giờ cũng may mắn là được mớ cá rô bé bé. Có lòng quý giờ bé nhỏ rồi chị. Mớ khu mót mót, cầu rô khu bò mót mà khô ăn ngon luôn nha. Cái gì chứ đồ mà nhất là đồ ta cho, thứ hai là đồ đi mót dưa leo nè, mót dưa hấu nè. Con này là cá rô là đi lụm luôn à, tuyệt vời. Đây được ớt hiểm dọc nó thơm bà cố luôn. Đây rô bự nhất nè đó. Ớt hiểm sao nó thơm quá ta. Ớt kia nó không thơm được vậy, ngon nha. Về ăn cũng ngon gì đâu, còn tự nhiên sung sướng, tự nhiên đợi dài rơi xuống cái ăn không ngon. Mời cả nhà. Một cá rô nếu mình kho không nó sẽ tanh, nhưng mà mình kho hủ qua không có thấy tanh chứ cả, thơm thơm hủ qua. Không bán những mùi tanh của cá. Mà nó không đắng, hủ qua nó không đắng nữa. Mình ăn đắng là mình ăn không được đó. Mình chắc không đều. Bữa cơm từ Bắc là trời mưa nấu không ra trời tạnh trời nắng luôn. Nói chung tại mình nấu cơm nữa nên nó hơi lâu mò để cho cơm chín. Đi Bắc rồi phải đi đồ bổi đồ nấu chứ có đâu có ai có sẵn đâu, phải như ở chợ đâu mua sẵn để nó về có cá làm liền. Không có chợ cũng được có gì đâu, nhưng mà này mình ăn gì nó mới ngon. Bữa cơm đạm bạc ở quê chị nó là ngon nhất luôn, trời dễ gì kiếm bữa cơm cá này. Cá kho hủ qua nó vừa bùi vừa ngọt của con cá này, là cái hủ qua nó cá nó mềm không mà đáng lý con cá để cứng mà kho này phải mềm. Cái hủ qua nó không có đắng mà con cá là nó thơm, nó không có mùi, chung là mùi gọi là mùi tanh của con cá luôn á. Nắng thời vô vốt mà chứ không có đắng như là đắng. Làm như cuối mùa nó không còn nắng nữa. Thì như mấy ngó đi ngó mấy hôm qua này nó còn hơi nhẵn nhẵn thôi, chứ cả nhà ở ngoài chợ á mình mua mấy cái hôm qua bự là không có gọi là hay hơi không có ngồi là gì có đắng nó rất là ngon luôn. Chị nói phái thấy mót bắp hay mót dưa leo mót này kia thấy ham ước gì được mót này kia. Còn mình ở đây thì mót mình thấy mót mình còn khoái được chi là các anh chị các bạn đâu. Thì hai ngó cũng xin kết thúc clip đi săn bắt trời mưa đầu mùa nha. Bắt cá rô đầu mùa. Cả nhà thương mến, cả nhà cho hai ngó một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ nha cả nhà. Để gửi đến cả nhà những clip dân dã nhất đi săn bắt lượm đồ cá cải. À, bây giờ mình cũng đi về đặng mà mình tiếp tục cái công trình nghìn tỷ đồng của mình rồi mà mình gửi đến cả nhà để cả
nhà bình luận nói trong trong để coi thành cái gì. Và chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.